Và xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Thì trong đầu tư cổ phiếu, ai cũng mong muốn là mình có thể kiếm được những cái cổ phiếu mà mang lại lợi nhuận rất là cao cho chúng ta, đúng không ạ? Cũng giống như là ngày Warren Buffett thì cũng có những cái cổ phiếu mang lại cái lợi nhuận rất là cao cho ông ấy. Ví dụ như là cổ phiếu của Apple này, cổ phiếu của Sikandi này, cổ phiếu của hãng bảo hiểm Geico này, hay là rất nhiều các cái cổ phiếu nữa. Thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thế. Thì đây là một cái mong muốn là hết sức là chính đáng và cũng như là một cái mục tiêu mà chúng ta có thể hướng tới để đạt được cái kết quả cao hơn trong việc đầu tư và góp phần giúp cho mình trở nên có được cái tự do tài chính sớm hơn. Chính vì thế cho nên là Phục cũng trao đổi chia sẻ với các anh chị về cái chủ đề là đọc vị các cái siêu cổ phiếu. Trước tiên thì cũng giới thiệu qua một chút, thì Phục cũng đầu tư từ cuối năm 2007. 2007 thì đến bây giờ thì đâu đó là cũng được khoảng độ hơn 14 năm rồi, 14 năm rồi. Đó thì cũng trải qua không biết bao nhiêu con sóng dữ ở trên thị trường. Tức là đỉnh đáy rồi là bao nhiêu chu kỳ này khốc liệt nhất thì cũng đã trải qua hết. Bởi vì cái giai đoạn thị trường chứng khoán từ năm 2000 đến năm 2007 ấy, về cơ bản chia sẻ với các anh chị về cơ bản là nó về cơ bản là nó khá là an bình, khá là yên bình, cho nên nó không có gì là đột biến là bất ngờ. Nhưng mà từ năm 2007 đến năm 2021 này đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố của thị trường rồi. Phục cũng nghiên cứu đâu đó cũng hiểu được đâu đó khoảng 700 doanh nghiệp, nhưng mà để thực sự chuyên thâu sâu và đầu tư thì nó cũng chỉ là một số ít thôi. Đó. Nghiên cứu rộng để cuối cùng tập trung, nghiên cứu rộng để có được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để rút ra trong đầu tư. Thì trong quá trình đầu tư của mình thì 14 năm qua thực sự chia sẻ với anh chị thì Phục cũng gặp không ít các siêu cổ phiếu. Có những cổ phiếu mua vào đâu đó được 5, 10, 20% sương qua bán ra và nó tăng bất mười tăng 5, 7 lần. Và cũng có những cái cổ phiếu giữ được đến 7, 8 năm và nó tăng cho mười mấy lần. Và cũng có những cái cổ phiếu chỉ vào có 4, 5 tháng mà nó tăng khoảng độ 5 lần, 4, 5 lần. Đó. Có cổ phiếu 1 năm thì tăng khoảng độ 7 lần. Đó. Thì đều là có cả. Vậy thì chúng ta có thể đọc vị các cái cổ phiếu này như thế nào? Để được gọi là một cái siêu cổ phiếu ấy, để tăng giá rất mạnh ấy, thì nó đòi hỏi phải khá nhiều các cái yếu tố. Cái yếu tố tiên quyết đó là định giá cổ phiếu phải rất rẻ. Rất rẻ. Rồi là có thêm được thì thêm đó là tăng trưởng mạnh chẳng hạn, hay là vân vân. Thì Phục xin tóm lại, nó có 6 cái trường hợp mà có thể tạo ra một siêu cổ phiếu tăng giá bằng vài lần, đến chục lần, thậm chí vài chục lần trong vòng 1 năm đến 10 năm. 1 năm đến 10 năm. Còn thị trường chúng ta mới phát triển được 21 năm thôi, nó chưa phải quá dài, đúng không ạ? Thì những cổ phiếu mà được gọi là siêu cổ phiếu là như thế nào? Bởi vì nhiều anh chị định nghĩa khác nhau. Chiều nay Phục có một cái comment, có một cái post thì cũng nhiều anh chị bảo là siêu cổ phiếu với tôi là T3 là tăng mấy phần trăm chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng Phục chia sẻ lại định nghĩa của Phục siêu cổ phiếu ở đây là trong vòng khoảng 5 năm đến 10 năm, lợi nhuận nó phải gấp 2, tối thiểu 2 đến 3 lần so với VN Index. Tức là VN Index từ năm 2000 đến nay tăng trưởng khoảng độ 12,5%, nếu tính cả cổ tức khoảng gần 15%, 14,5%. Thì nếu 12,5 thì tức là cổ phiếu ý phải tăng giá đâu đó khoảng độ 2, tối thiểu là 25 đến 30% một năm trong vòng nhiều năm liền thì cũng được gọi là siêu cổ phiếu rồi, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái định nghĩa như thế. Vậy trường hợp thứ nhất để có bóng dáng của siêu cổ phiếu đó là định giá cổ phiếu phải siêu rẻ, đó là trường hợp thứ nhất. Thì lọt vào trường hợp này trong quá khứ có những cái cổ phiếu như sau, các anh chị có thể biết. Ví dụ cổ phiếu NTC thì xin chia sẻ với các anh chị cổ phiếu NTC năm 2011
17, 17, 18. PE của nó chia sẻ với anh chị khoảng 4 lần thôi. 4 lần thôi. Thậm chí ở cái nửa cuối 2018, PE của cổ phiếu này nó còn về có chưa đến 3 lần thưa anh chị. NTC chưa đến 3 lần, có 2,2 đến 2,3 lần thôi PE của NTC. Lúc đó thì giá khoảng độ về khoảng độ 65, 67 gì đấy. EPS của nó lên đến gọi là 30.000 đồng. 30.000 đồng. Và cổ phiếu này thì Phục cũng có mua vào. Nhưng mà mua vào giá được đâu 67, 68 nhưng bán mất ở 120 rồi, nhận mấy chục phần trăm cổ tức nữa. Thì tức là cũng được gấp đôi. Tuy nhiên bán xong thì cổ phiếu này lên đến 400. Đúng không ạ? Trừ đi cổ tức đủ thứ thì cổ phiếu này trong vòng có hơn 2 năm, từ 2018 đến cuối 2020 có 2 năm tăng giá khoảng độ 7 lần, 6 đến 7, 7 lần, hơn 7 lần tăng giá, khoảng hơn 7 lần nhà đầu tư nhận không biết bao nhiêu cổ tức từ nó. Rồi tiếp theo đó là cổ phiếu của bến xe miền Đông miền Tây trong Sài Gòn ấy. WCS hay WSC gì đấy, WCS, cổ phiếu bến xe miền Tây ở trong Sài Gòn. Thì cổ phiếu này đó, ngân này trước kia cũng được định giá rất rẻ, đâu đó PE chỉ bằng khoảng độ 3 đến 4 lần, nhưng mà cổ tức trả khá cao, lợi nhuận thì tăng trưởng tốt. Đó. Rồi tiếp theo là cổ phiếu IDV, tức là cổ phiếu của cái công ty về bất động sản khu công nghiệp đấy, công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, nó chuyên về bất động sản khu công nghiệp. Đó, thì cổ phiếu này thì chia sẻ với các anh chị hồi năm 2015, 16, 14, 15, 15, 16 khi nó lên sàn, PE đâu đó nó chỉ quanh khoảng độ chưa đến 4 lần, cổ tức rất cao, lợi nhuận vẫn tăng trưởng. Đó, thì khi người ta định giá lại mấy năm sau thì giá cổ phiếu này đâu đó tăng khoảng độ gần 30 lần trong vòng khoảng 5 năm. 5 năm. Còn cổ phiếu bến xe miền Tây ấy, thì tăng giá thì cũng kinh hoàng luôn các anh chị. Như tăng hóa gọi là kinh khủng luôn, bến xe miền Tây. Tăng cũng lên đến cả mấy chục lần trong một cái thời gian khoảng độ 5 năm, 5 6 năm. Đó. Tiếp theo là cổ phiếu TV2, tư vấn điện. Thì cái cổ phiếu này nó chuyên tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện. Thì TV2 này định hồi năm 2014 15. Tôi nhớ hồi tôi có lớp đào tạo môi giới ở VND và tôi lấy ví dụ cổ phiếu do ra cho các anh chị. Và các anh chị cũng mua. Và cổ phiếu này hồi đó PE đâu đó khoảng 3 lần. Chia sẻ với anh chị khoảng 3 lần. Và sau đó đến bây giờ sau khoảng 6 7 năm đâu đó nó cũng tăng khoảng độ 3 40 lần, 30 lần. Đến 30 lần. Tăng rất khủng khiếp. Rồi là tiếp đến có các cái cổ phiếu, ví dụ cổ phiếu Phú Tài. Thì hồi 2013 cùng với cổ phiếu C32, Phú Tài hồi là mỗi năm tăng trưởng nó vẫn rất tốt, cổ tức rất cao. PE của Phú Tài chưa đến 4 lần. Rồi cổ phiếu Bình Minh hồi đó thế, PE chưa đến 4 lần mà tăng trưởng 23%. Rất khủng khiếp. Đó, thì đấy là đầu tiên, là mẫu hình đầu tiên của một siêu cổ phiếu có thể xảy ra đối với chúng ta tìm được, đó là cổ phiếu được định giá siêu rẻ. Hay là một cái ví dụ rất là gần đây, rất là gần đây thôi. Tôi mua cổ phiếu MBB vào tháng 3 năm 2020. Thì khi đó cổ phiếu này được định giá với PE bằng có 3.9 lần, PB 0.7 lần. Và chỉ một năm sau, hơn một năm sau, một năm 3 tháng sau, đến tháng 6 năm 2020, 21, thì cổ phiếu này tăng 4 lần. Đúng không ạ? Khi định giá siêu rẻ, nó sẽ chỉ cần định giá lại thôi, giá cổ phiếu đã tăng kinh khủng khiếp rồi. Đó, thì đấy là một mẫu hình mà chúng ta không thể bỏ qua. Và ngày trước ấy, hồi Techcombank chưa lên sàn ấy, khi Techcombank chưa lên sàn ấy, thì ở bên chứng khoán Bản Việt, chứng khoán Bản Việt, người ta có mua cái cổ phiếu này. Và tôi cũng hỏi, trao đổi với
Anh tổng đốc về đó có tình cờ gặp anh ấy hỏi tại sao anh giỏi thế anh mua được cổ phiếu Techcombank giá có hơn 20 lên sàn 120. Anh bảo đơn giản lắm em ạ, cổ phiếu tăng trưởng 30-40% một năm mà PE anh mua bằng có 5 đến 6 lần anh mua ngay. Ồ, đơn giản như thế. Thế thành ra là khi quý vị và các bạn ấy thấy được những cái cổ phiếu định giá một cách rẻ đến lực cười như vậy thì chỉ cần check lại xem hoạt động kinh doanh nó có ổn định, nó phát triển không, ổn định không thôi, trừ những cái trường hợp lợi nhuận bất thường một lần đó thì chúng ta loại ra, còn lợi nhuận nó cứ đều đặn thì đó là một cổ phiếu không thể bỏ qua, và đặc biệt khi cổ phiếu trả được cổ tức tốt nữa thì càng tốt, đúng không ạ? Đó là mẫu hình thứ nhất. Mẫu hình thứ hai đó là các cái cổ phiếu tìm được một cái thị trường mới, phát triển được những sản phẩm mới chẳng hạn, sẽ rất tốt. Nổi tiếng nhất ở đây là trường hợp VicoStone. Thì đây là một trong hai cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong 10 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VicoStone. Đó là nó mở rộng cái thị trường đá thạch anh cao cấp sang Mỹ, sang châu Âu, vân vân, rất mạnh mẽ. Và sau khi nó chiếm lĩnh được cái thị phần này, thị trường này, thì lợi nhuận của cổ phiếu ấy có khi tăng cả 100% một năm. ROE có năm của nó cả 100% một năm. Tức là bỏ 100 đồng vốn lợi nhuận 100 đồng. Đó. Thì khi đó, khi nó chiếm lĩnh được một cái thị trường mới hoặc một cái sản phẩm mới rất là khủng khiếp, thì cái việc tăng trưởng của nó rất rộng mở trong tương lai. Rất rộng mở trong tương lai. Quý vị hãy thử tưởng tượng lợi nhuận trong vòng 4 năm tăng 10 lần chẳng hạn. Thì nếu mà không được định giá lại thì giá cổ phiếu đã tăng 10 lần rồi. Trong quá trình họ lại trả cổ tức tiền mặt chẳng hạn. Và người ta lại đánh giá cao cổ phiếu hơn. Người ta lại trả PE cao hơn chẳng hạn. Thế là thành ra lợi nhuận thậm chí trong 4 5 năm nó có thể tăng 20 lần. Đó. Thì ví dụ trường hợp này đó là VicoStone. Tiếp theo. Trường hợp thứ ba có thể xuất hiện siêu cổ phiếu có đặc điểm này. Đó là các cái cổ phiếu có tính chu kỳ cao. Tức là khi cái điều kiện thị trường xấu xảy ra ấy, thì giá cổ phiếu này nó giảm phải nói là thê thảm và không phanh. Giảm thê thảm và không phanh. Tôi lấy ví dụ cổ phiếu Hoa Sen. Vào tháng 3, tháng 4 năm 2020 giá cổ phiếu Hoa Sen lúc xuống thấp nhất còn có 4.1. 4.1. Trong khi giá trị sổ sách của nó lúc ý cũng rất cao lên gần 20. Lợi nhuận nó vẫn ổn. PE nó đâu đó về còn có hơn 3 lần, 3 lần, chưa đến 3 lần. Đó. Thì lúc đó người ta thấy suy thoái, thấy khủng hoảng, người ta bán nó xuống rất mạnh. Tuy vậy, khi thị trường trở lại thì những cái cổ phiếu chu kỳ này sẽ là những cổ phiếu bật mạnh nhất. Và kết quả là Hoa Sen đã tăng 10 lần sau một năm. Thưa quý vị, tăng 10 lần, 9 lần trong một năm. 9 lần trong một năm. Và cổ phiếu này thì tôi không mua được. Đấy, chia sẻ luôn là không mua được. Bởi vì hồi ấy tôi cũng đã họp một nhóm các anh chị học viên rất là xuất sắc ở cái quán cà phê Aha Coffee ở Hoàng Cầu ngay đầu năm. Thì chúng tôi đã ra cái nghị quyết và quy hoạch những cổ phiếu đó là cổ phiếu thép gồm có Hoa Sen, cổ phiếu ngành chứng khoán gồm có VND và Hồ Chí Minh. Đó. Thì Hoa Sen chúng tôi không mua được, nó đã tăng 9 lần sau một năm. Nhưng mà chúng tôi lại mua được cổ phiếu VND. Thì VND hai lần chúng tôi mua được giá 10.7 và 10.9. Một lần là vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Lần thứ hai vào tháng 7 nó cũng về giá đó. Và lần thứ hai thì nó lại trả được 500 cổ tức. Đó. Thì chúng tôi mua giá 10.7. Và đến bây giờ cổ phiếu VND đâu đó tương đương với giá trước chia. Các anh chị biết bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu không ạ? Tương đương với giá trước chia khoảng 85. Tức là cổ phiếu này trừ cổ tức 500 đồng đi, nó đã tăng gấp 8 lần trong vòng 1 năm 4 tháng. 8 lần thưa các anh chị, không hề đơn giản. Đó, đấy là những cái cổ phiếu chu kỳ. Thì thằng nào có nhạy với chu kỳ ấy thì khi bắt đầu một chu kỳ mới, giá cổ phiếu sẽ tăng đến mức mà quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu.
nó tăng bằng nhiều lần. Đó, minh chứng bằng hoa sen, một năm tăng 9 lần, VND một năm 3 tháng tăng 8 lần. Rồi, cổ phiếu Nam Kim cũng tương tự như thế. Đúng không ạ? Hay SI thì cũng tăng rất mạnh, SI thì cũng tăng khoảng độ 5 lần. Hồ Chí Minh tăng khoảng 4 5 lần, Bản Việt thì tăng khoảng 7 lần. Đó, đấy là các cái cổ phiếu chu kỳ. Nếu quý vị mà các bạn hiểu rõ về các cái ngành chu kỳ thì việc săn tìm những cái cổ phiếu như thế nó có thể mang lại lợi nhuận gọi là không thể tưởng tượng nổi trong một năm. Trong một năm, thưa quý vị, không thể tưởng tượng nổi. Đó, đấy là mẫu hình thứ ba, cổ phiếu có tính chu kỳ. Tiếp theo, mẫu hình thứ bốn có thể tạo lên siêu cổ phiếu, đó là thay đổi chủ sở hữu. Thay đổi chủ sở hữu ở đó là thay bằng một chủ sở hữu cũ gọi là năng lực yếu kém bằng một người mới rất là mạnh mẽ và tài năng chẳng hạn, thì khi đó doanh nghiệp nó sẽ thoát xác, hay nói cái khác là xác chết sống dậy đấy. Rất khủng khiếp. Tôi lấy ví dụ trường hợp như này, trường hợp cổ phiếu ORS chúng tôi đã mua được đúng giá gần đáy, đáy có lúc nó xuống 3.6, thực ra là tôi cũng có mua một lô 3.8 4 vào tháng 4 năm 2020. Thì cái này hình ảnh chúng tôi còn mua được, chúng tôi chụp, chúng tôi để ở trên AZFIN Việt Nam ấy. Thì rất tiếc cổ phiếu ORS thì chúng tôi mua ít thôi bởi vì thanh khoản nó thấp lắm. Và tôi cũng không giữ được đến lúc cao nhất. À, tuy nhiên trong vòng 1 năm 2 tháng tôi giữ một số ít cổ phiếu ấy, cổ phiếu ORS thì chúng tôi cũng được cái lợi nhuận lên đến khoảng độ 6 lần. 6 lần. Đó, 6 lần. Và so với giá bây giờ thì cổ phiếu này đâu đó tăng khoảng độ 9 lần. Hơn 8 lần. Gần 9 lần. Thì vì sao lại thế? ORS ngày trước là một cái công ty chứng khoán rất là bình thường. Hoạt động thì yếu kém, thua lỗ thì triền miên. Thậm chí vốn chủ sở hữu đâu đó còn có 2 đến 2.000 cổ một cổ phiếu, cực kỳ thấp. Nhưng mà khi ông chủ mới mua ORS, đó chính là Ngân hàng Tiên Phong Bank cùng với ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch Ngân hàng Tiên Phong Bank ông mua. Thì nhìn vào cái đó là chúng tôi biết ngay là ông ấy mua làm gì. Và quan sát 1 2 quý thì chúng tôi thấy rằng ông ấy mua đúng như là những gì chúng tôi dự tính. Đó là ông ấy mua để ông phục vụ cái vấn đề gọi là phát hành trái phiếu. Và thực sự phải nói là đó chính là cái mẫu hình ông học từ chứng khoán Techcombank. Chứng khoán Techcombank từ một cái công ty chứng khoán không có tên tuổi gì, đúng không ạ, đã vươn lên là công ty chứng khoán có lợi nhuận gấp đôi công ty chứng khoán SA năm 2020. Quý vị hãy tưởng tượng hơn gấp đôi. Một công ty chứng khoán Techcombank không ai biết là đâu. Có 1 2 năm gần đây người ta mới tạm biết đến nó thôi. Còn trước đó không ai biết là gì cả. Nhờ cái lĩnh vực gọi là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cực mạnh cho cái ngân hàng Techcombank. Mà lợi nhuận của nó lên đến 2.000 mấy trăm tỷ. ROE gần 100%. Chính vì thế cho nên là khi ông Tú ông ấy mua về ấy, để ông ấy phục vụ cho cái ngân hàng Tiên Phong Bank ấy, thì chúng tôi ước đơn giản như này. Tiên Phong Bank có quy mô bằng khoảng gần 1 phần 3. 1 phần 3 so với ngân hàng Techcombank. Bằng 1 phần 3. Và nếu mà tận dụng với cái lợi thế của Tiên Phong Bank cũng có vài triệu khách hàng ấy, họ tận dụng phát hành trái phiếu này kia bằng 1 phần 3 Techcombank đi chăng nữa, hiệu quả thì chúng tôi cho thấp hơn, thế suy ra kết quả chỉ bằng 1 phần 5 đi chăng nữa, thì cái ngân hàng, cái công ty chứng khoán ORS này thì trong đôi 3 năm tới từ năm 2020 lợi nhuận nó cũng phải được 500 tỷ. Thì năm nay 2021 thì chúng tôi cho rằng là lợi nhuận nó cũng phải được trên 300 tỷ. Trong khi trước đó nó là một công ty vô cùng giặt rẻ. Thế thành ra cái việc mua giá cổ phiếu với giá 4.000 năm 2020 ấy, khi đó PE đâu đó bằng 2 lần. 2 lần. Đúng không ạ? Và nó đổi chủ thì nó mới có lợi nhuận cao như thế. Và cái kết quả năm 2021 này, kết quả kinh doanh ra rất tốt và giá cổ phiếu tăng gần 9 lần là như vậy. Đó là cái mẫu hình thứ tư, đó là có chủ sở hữu mới. Có chủ sở hữu mới, năng lực mạnh mẽ hơn. Hay là quý vị vừa rồi có thể thấy cái câu chuyện có chủ sở hữu mới, không biết năng lực có khỏe hơn hơn hay không, nhưng mà ngân hàng Liên Việt đúng không ạ? Đúng không ạ? Giá cổ phiếu tăng kinh khủng khiếp. Đó, có động lực mới, có chủ sở hữu mới. Đó,
Tiếp theo, mẫu hình thứ năm có thể có siêu cổ phiếu xuất hiện, đó là mở rộng hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ. Mở rộng hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ trên cái ngành nghề, cái lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thì có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất, có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất. Đó. Rồi, tiếp theo là phục vụ cho một cái thị trường, phục vụ cho một cái thị trường gọi là, phải nói là thị trường gọi là đang mở rộng, đang rộng mở rất là nhiều. Thì ở trường hợp này thì đó là các cái cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn, nó mở rộng lĩnh vực kinh doanh thép đúng với thế mạnh của nó, rất đúng với thế mạnh của nó. Rồi là nó phục vụ một cái nhu cầu đang thiếu của thị trường, đó là Việt Nam vẫn còn thiếu thép, đặc biệt là cái thép HRC rồi thép chất lượng cao. Từ khi đó nó mở rộng thì việc thành công là tất yếu. Rồi tiếp theo là thế giới di động, nó mở rộng cái lĩnh vực bán lẻ của nó. Ngày trước là lĩnh vực điện thoại đúng không ạ, cái chuỗi cửa hàng điện thế giới di động chuyên bán điện thoại và thiết bị gọi là liên quan đến gọi là ICT đấy đúng không ạ, nó làm rất tốt. Thì sau đó nó mở rộng sang lĩnh vực điện máy cũng gần đấy, và nó mở rộng rất là nhanh chóng và hiệu quả. Thì từ khi có cái điện máy xanh ấy thì giá cổ phiếu thế giới di động đâu nó cũng tăng khoảng 3-4 lần trong một thời gian rất ngắn. Rồi tiếp đến thế giới di động cũng đang mở rộng bách hóa xanh, một cái lĩnh vực gọi là vô cùng bỏ ngỏ và có quy mô thị trường lên đến 40-50 tỷ đô hiện nay, và trong tương lai nó còn tăng rất mạnh về quy mô. Chính vì thế thế giới di động nó mà lại thành công tiếp ở cái bách hóa xanh chẳng hạn, thì định giá của nó sẽ kinh khủng lắm và nó sẽ là một cái siêu cổ phiếu khủng khiếp đúng không ạ. Rồi tiếp theo có các cái cổ phiếu PNG cũng tương tự như thế giới di động, rồi là cổ phiếu nhựa Bình Minh trong quá khứ đúng không ạ, nhựa Bình Minh đó là cái lĩnh vực nhựa xây dựng, Việt Nam đang công nghiệp hóa rất mạnh từ năm 2014 15, thì cùng với đó là cái việc tiêu thụ nhựa xây dựng rất lớn. Thì nhựa Bình Minh là một doanh nghiệp đứng đầu của ngành, nó đã mạnh mẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy rất nhanh rất mạnh và giá cổ phiếu tăng đến 5 5 lần, 5 6 lần chỉ trong vài năm. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cổ phiếu Phú Tài, cũng là một cái cổ phiếu mà mở rộng cái hoạt động kinh doanh rất tốt. Ngày xưa thì về cơ bản hoạt động kinh doanh của nó chủ yếu là liên quan đến bán xe Toyota. Nhưng mà sau này thì nó mở rộng kinh doanh dần dần với cái mảng đá và nó có rất nhiều các cái mỏ đá. Cái lợi thế của nó là đi xin được rất nhiều các mỏ đá tốt và nó phát triển mảng rất mạnh. Rồi tiếp đến đó là nó cũng lại có lợi thế liên quan đến sản xuất gỗ nữa và nó mở rộng rất mạnh. Chính vì thế cho nên là giá cổ phiếu Phú Tài đâu đó cũng nằm trong một trong mười mấy cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Rất khủng khiếp. Ở đó. Rồi ngoài ra còn rất rất nhiều các cái cổ phiếu mở rộng khác mà mang lại cái kết quả kinh doanh rất cao và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng nhiều lần. Tiếp theo, cái mẫu hình thứ sáu có thể xuất hiện những siêu cổ phiếu khủng khiếp, đó chính là liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Công nghệ. Thì về công nghệ thì ở Việt Nam cũng trên sàn thì cũng chưa xuất hiện quá nhiều các cái siêu cổ phiếu đâu. Nhưng mà dưới sàn vừa rồi chúng ta nghe đến là một cái startup ở thành phố Hồ Chí Minh của một cái bạn trẻ sinh năm 91 đúng không ạ? Bạn ấy đâu đó công ty được định giá mấy tỷ đô. Thì bạn ấy người ta đồn rằng bạn là tỷ phú đô la từ startup công nghệ đầu tiên của Việt Nam đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Tuy nhiên bạn ấy thì cũng lên phủ nhận cái chuyện đó. Tuy phủ nhận chuyện đó thì tính tài sản của bạn ấy từ cái startup ấy, từ cái công ty công nghệ ấy, mở sau có mấy năm ấy, thì ít nhất nó cũng phải 500-700 triệu đô đấy, chứ không nhỏ đâu. Rất khủng khiếp. Thì ở trên sàn có những cái cổ phiếu hưởng lợi rất lớn từ công nghệ, ví dụ FPT chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, FPT. Thì nhờ có công nghệ mà mọi thứ đi nhanh hơn. Thì đây là một cái doanh nghiệp được hưởng lợi từ cái lĩnh vực ấy, từ cái mảng đó. Rồi nhờ công nghệ nó sẽ chạy nhanh hơn như là thế giới di động, như là Techcombank, như là Tiên Phong Bank. Đó, nhưng mà những cái cổ phiếu đó, những cái cổ phiếu mà ứng dụng được công nghệ và phát triển nhanh thì nó có sẽ có cái khả năng mở rộng rất lớn. Tôi lấy ví dụ trường hợp thế giới di động đi. Ngày xưa chúng ta thường hay nói đến các cái quán phở gia truyền, bánh gia truyền,
rồi rất nhiều thứ gia truyền, đặc biệt là ở 36 Phú Phượng Hà Nội. Nhưng mà để mà họ mở rộng được thêm một cái cửa hàng, một chi nhánh nữa, có khi họ mất mấy chục năm, đúng không ạ? Tức là cửa hàng phát triển 40-50 năm gia truyền mới được có hai cửa hàng. Nhưng mà bây giờ các cái công ty ứng dụng công nghệ và họ có thể thúc đẩy và phát triển rất nhanh, rất mạnh cái điều đó. Thế giới di động năm 2020 chia sẻ với quý vị rằng riêng năm 2020 nó mở rộng khoảng độ 1.200 cửa hàng. Quý vị cứ thử tưởng tượng mà xem. Một năm có hơn 300 ngày mà mở được 1.200 cửa hàng mới các loại. Đó là nhờ đâu? Nếu bình thường thì làm sao có thể quản lý được những cái sự kinh khủng như thế? Nhưng đó là nhờ vào công nghệ. Đó là nhờ vào công nghệ. Thì nó mới quản lý kinh khủng như thế. Techcombank từ một cái ngân hàng gọi là suýt phá sản hồi năm 2011-12 khi lợi nhuận rơi về còn có vài trăm tỷ. Thế mà đến năm 2021 này lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng độ gần 18.000 tỷ. Tức là tăng khoảng 60 lần lợi nhuận, 5-60 lần lợi nhuận trong vòng 8 năm qua, 8-9 năm qua. Tỷ lệ CASA ngày trước nó cũng bình bình như các ngân hàng khác, 15-20%. Bây giờ lên đến 46%. Đó là nhờ ứng dụng công nghệ. Nhân viên thì ít, đúng không? Hiệu quả rất cao. Đó, nhờ ứng dụng công nghệ. Thế thành ra nó trở thành những một cái thế lực phải nói là rất khủng khiếp, đúng không ạ? Rất rất khủng khiếp. Đó là nhờ ứng dụng công nghệ. Thì trên đây là tôi đã chỉ ra 6 cái mẫu hình mà có thể xuất hiện siêu cổ phiếu. Thì tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, đó là những cổ phiếu được định giá siêu rẻ. Kể cả nó không tăng trưởng mạnh đi chăng nữa, khi người ta định giá lại của nó về giá hợp lý của nó cũng tăng vài lần trong vòng 1-3 năm. Thứ hai là thị trường mới, có thị trường mới, có thị trường mới, có ngành nghề kinh doanh mới, có sản phẩm mới. Thứ ba là các cái cổ phiếu chu kỳ và các cổ phiếu xác chết sống dậy. Đó, cổ phiếu chu kỳ thì khi bắt đầu một chu kỳ mới, thậm chí nó có thể tăng đến chục lần trong vòng 1 năm, đúng không ạ? Thứ tư đó chính là các cái cổ phiếu được thay đổi bởi chủ sở hữu mới, có tiềm lực tài chính mạnh này, có uy tín mạnh này, có vị thế cao này, thì nó sẽ thúc đẩy cái doanh nghiệp ấy tăng trưởng và phát triển rất tốt. Và thông thường những ông chủ thì các ông chỉ mua những cái xác chết thôi, giá rất rẻ. Thế là các ông đưa công nghệ vào, đưa chuyên môn vào, đưa tài chính, đưa vân vân, thúc đẩy doanh nghiệp phải nói là tăng trưởng kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Rồi là tiếp theo, đó là thứ năm, đó là cổ phiếu của các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh rất mạnh mẽ trên cái thế mạnh của mình và phục vụ một cái thị trường đang rất rộng mở, thì khi đó việc mở rộng của họ sẽ rất mạnh mẽ, có thể tăng trưởng gấp mấy lần, nhiều lần, từ đó làm giá cổ phiếu tăng 3 lần, 4 lần, 5 lần và nhiều lần hơn nữa. Thứ sáu đó là các cái cổ phiếu tận dụng được công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp mình. Thì trên đây này tôi đã nêu đủ 6 cái mẫu hình có thể xuất hiện những siêu cổ phiếu. Thì sau đây xin mời quý vị cùng trao đổi. Thì tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cũng như là những cái chiến lược để đầu tư cổ phiếu. Có anh hỏi là làm sao mà anh Phục có thể mua được VND? Bởi vì chia sẻ với anh là cổ phiếu chứng khoán, Phục là dân làm trong ngành chứng khoán từ 2014. Thế này nha, Phục cũng rất hiểu ngành chứng khoán. Đặc biệt là như này, có một điều rất thú vị trong ngành chứng khoán, đó là các chuyên viên phân tích các công ty không bao giờ tìm hiểu ngành chứng khoán. Thế này nha, quý vị rất hiếm khi thấy có báo cáo phân tích về công ty chứng khoán, đúng không ạ? Thế thành ra đấy lại là một cái lợi thế cho những người đi đầu và những người nghiên cứu sâu về nó. Thì tôi được hưởng lợi từ cái đó. Thì tôi thấy quái lạ, ngành này cũng là một ngành xu hướng tăng trưởng phát triển rất mạnh trong tương lai. Tại sao lại không ai nghiên cứu? Thế thì chắc chắn nó bỏ ngỏ rồi. Thế và tôi đã tập trung vào nghiên cứu nó rất sâu sắc, rất lâu. Thậm chí tôi bây giờ, năm vừa rồi tôi còn tư vấn cho ba chủ tịch của ba công ty chứng khoán cơ. Về cái định hướng, một phần về định hướng phát triển của họ dựa trên cái thế mạnh của họ. Đó. Bởi vì tôi nghiên cứu rất kỹ, rất sâu và tôi rất hiểu về cái ngành chứng khoán cũng như từng công ty chứng khoán ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì năm 2017, 16, 17 tôi có làm một cái đề tài liên quan đến cái công ty chứng khoán.
và đánh giá rất kỹ về cái triển vọng rất tốt của tương lai của công ty chứng khoán. Và từ ngày đó thì tôi cũng chú ý rất nhiều đến nó. Và khi cái cổ phiếu VND năm 2020 ấy, nó giảm giá về còn 10.7 thì thưa với quý vị giá trị sổ sách nó là 17.000. Thì như vậy PB nó bằng có 0.68 lần. 0.6768 lần. Thì chia sẻ luôn với quý vị và các bạn, công ty chứng khoán nó còn an toàn hơn ngân hàng về cái tài sản ấy. Tài sản công ty chứng khoán là gì? Toàn bộ là tiền thôi. Và cổ phiếu thôi. Và cổ phiếu công ty chứng khoán thì thường họ để cổ phiếu rất là an toàn. Cổ phiếu blue chip này chính. Và tôi hiểu được điều đó. Tôi nhìn báo cáo tài chính tôi biết. Tôi đọc vị được nó. Tôi đọc VD tôi thấy rằng ô danh mục cổ phiếu của nó có mấy cái công ty thôi. Ví dụ PTI này. Rồi có khá nhiều cái cổ phiếu liên quan đến, có cả Hòa Phát này, Thế Giới Di Động, FPT này, ACB, MB này, vân vân. Đó, nó vô cùng an toàn. Mà giá giá trên giá trị sổ sách có 0.6 mấy lần. Toàn tiền là tiền. Đúng không ạ? Tiền cho vay khách hàng thì thưa với quý vị, với cái quy định chặt của ủy ban và công ty chứng khoán cho vay như nào tôi hiểu. Nó sẽ không bao giờ nó bị nợ xấu đâu như ngày trước đâu ạ. Ví dụ Hòa Phát nó cho vay 50% đúng không ạ? Nó lại có giá chặn. Các bạn lưu ý nhé, ngành chứng khoán kinh doanh ấy nó có giá chặn. Ví dụ Hòa Phát nó cho vay 50% nhưng mà chỉ cho vay tới giá 50 thôi chẳng hạn, thì tức là giá 50 thì nó được vay 25.000 để mua cổ phiếu ý. Nhưng giá 60 đi chăng nữa nó vẫn chỉ được vay 25.000 thôi, tức là nó lại còn giá chặn, thế thành ra nó làm an toàn rất nhiều. Đúng không ạ? Rồi, cổ phiếu rồi chỉ cho vay tỷ lệ cao đối với những cái cổ phiếu ở HO. Những cổ phiếu thanh khoản kinh khủng khiếp ấy, những cổ phiếu blue chip thì họ mới cho vay nhiều. Thế thành ra thực sự là cái ngành cho vay của công ty chứng khoán thì an toàn vô cùng. Đó, an toàn lắm ấy. Chính vì thế cho nên khi tôi thấy PB bằng có 0.67 lần, tức là mình mua một cái công ty 100% là tiền với sáu giá có 67.000 67%, quá rẻ. Bên cạnh đó là tôi biết được rằng khi mà trở lại ấy, thì người ta sẽ định giá nó cao lắm. Thì thưa với quý vị, trong cái chu kỳ trước ấy, cổ phiếu Hồ Chí Minh đã có từng lần, cổ phiếu HCM ở chứng khoán Hồ Chí Minh đã có từng lần định giá PB bằng gần 9 lần. Gần 9 lần. Mà lúc ý cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh PB về còn có 0.9 lần, 13 chấm mấy. Nhưng mà tôi thấy rằng trong cái làn sóng này thì VD hưởng lợi hơn cả, bởi vì họ phục vụ đa phần là khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó mà VD có hoạt động môi giới thì hiệu quả nhất. Thế là tôi thấy hay quá. Tôi mua. Đó. Quý vị tưởng tượng là như thế. Đó, mua một cục tiền với giá và khoảng có 6-7%. Đó, sau đó thì khi thị trường thuận lợi thì lợi nhuận nó tăng khủng khiếp. Mua PB bằng có 0.67 mà bây giờ PB của VND có lúc ấy nó đã lên đến 3.5 lần. Đúng không ạ? 3.5 đến 4 lần. Rất là kinh khủng. Thế thành ra lợi nhuận nó tăng 8 lần là phải được. Đó, đó là vì sao mà nhận diện được nó. Đó. Và để nhận diện được, quay lại cái bản chất là chú quý vị phải nghiên cứu thật sâu thật kỹ về cổ phiếu ý, về ngành ý. Thì quý vị mới có được cái lợi suất rất là cao. Đó, vâng, mời các anh chị ạ. Vâng, nhiều câu hỏi quá. Vâng, bạn Trọng còn chia sẻ là bạn ấy còn giữ cổ phiếu ORS. Thì cổ phiếu ORS này là một đặc sản của cái lớp gọi là lớp phân tích ngành chứng khoán mà bạn Trọng có tham gia và rất nhiều anh chị ở trong đấy mua. Đúng không ạ? Bạn Trọng mua hồi đâu giá bơ khoảng gần 8. Thì đến bây giờ mà sau khi chia cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ấy, thì với giá 25 này thì vẫn tăng đâu đó khoảng độ 5 lần đấy. Gần 5 lần đấy, hơn 4 lần đấy. 5 lần, không phải hơn 4 lần mà phải tăng 5 lần rồi. Thì chúc mừng Trọng nhé. Vâng. Anh chị em cứ thích ăn sổi quá nhỉ. Anh chị em cứ hỏi là cuối năm có được giá này giá kia hay không, nghe kinh quá. Nhiều anh chị này hỏi Hòa Phát cuối năm có được 80 không? Thì xin thưa mấy anh chị, Hòa Phát bây giờ chưa 50, cuối năm lên 80 khó quá. Nó không dễ thế đâu anh chị ạ. Vừa rồi là từ định giá rất rẻ và tăng trưởng rất mạnh nó tăng rồi. Còn bây giờ để mà tăng lên 80 thì nó phải có một cái câu chuyện gì đó nó kinh khủng khiếp làm nó mới tăng được. Còn để lên được 80 trong vòng có 5 tháng tới, nếu mà lên được 70 thôi ấy, thì tôi xin thưa với quý vị là tôi về nhà có gì tôi bán sạch tôi đầu tư. Đúng không ạ? Có thể nó lên được nhưng mà nó không chắc chắn. Bởi vì cơ sở nó không chắc chắn. Và anh Phạm Văn Huỳnh
Có hỏi là chia sẻ cách nào để giữ vững tâm lý khi mua cổ phiếu xong mới tăng 5-7% đã có tâm lý muốn bán. Thì đầu tiên là như này, phải có kiến thức rất là sâu, hiểu rất rõ việc các anh chị đang làm gì. Các anh chị lưu ý nhé. Còn nếu anh chị mà mua cổ phiếu theo người này đồn, người kia đồn, người này bảo tốt lắm, người kia bảo tốt lắm, mà các anh chị mua theo cái kiểu ấy thì tất nhiên được 5-7% các anh chị bán thôi, bởi vì các anh chị đâu có hiểu gì về nó. Nhiều anh chị cứ bảo với tôi là tiếc quá Phục ạ, Phục bảo chị mua con FPT hồi cuối 2018, nếu mà chị giữ đến bây giờ nó tăng 4 lần rồi, gần 4 lần rồi đó, nhưng mà chị lại không giữ được, thì được 20% chị bán hết rồi. Thì Phục mới hỏi lại, thế thì em trao đổi với chị cổ ý, thế chị về tìm hiểu nó không? Chị bảo không. Chị có hiểu nó kinh doanh gì không? Bảo không. Vậy thì tất nhiên là không có chuyện là chị ăn được vài lần rồi, đúng không ạ? Đó, thì tức là đầu tiên là các anh chị phải hiểu, cực kỳ hiểu doanh nghiệp, thì lúc đó các anh chị mới mới thương, đúng không ạ? Rồi khi trong quá trình các anh chị tìm hiểu về doanh nghiệp nhiều như thế thì các anh chị mất bao nhiêu công sức để các anh chị có thể tìm ra được một cổ phiếu tốt. Vậy thì không dễ gì mà các anh chị bán đi đâu. Đó. Còn nếu các anh chị kiếm được cổ phiếu rất dễ, người này người kia phím, thì tất nhiên T3, T5 các anh chị bán rồi 10 ngày, 20 ngày bán là bình thường. Đó. Rất bình thường. Thì chia sẻ với anh chị Phục là nắm cổ phiếu FPT là cổ phiếu nắm dài nhất từ xưa đến nay, được 8 năm. 8 năm. Là vì sao? Hồi đó thì kỷ niệm đầu tiên của Phục là cổ phiếu đầu tiên tham gia thị trường cũng là FPT, mua được 10 cổ đâu giá 500 mấy hay 600, 500 mấy. 500 mấy, cuối cùng lỗ tròng vó ấy. Sau này Phục mới quyết tâm tìm hiểu cái cổ phiếu này. Và sau một cái quá trình dài tìm hiểu về cổ phiếu này thì Phục rất hiểu rõ cái bản chất kinh doanh của nó. Từ năm 2013 Phục đã mua, bởi vì nó đã cắt được cái Tiên Phong Bank rồi. Nó cũng đang dần tái cơ cấu mình rồi. Và một điều rất đặc biệt là cổ tức và tiền của nó không hàng năm nó hơn 5%. Ngoài ra năm nào nó cũng tăng trả 15% cổ phiếu, tức là cổ tức năm sau tăng 15% so với năm trước. Thế là hồi ấy Phục cứ nhẩm rằng nếu nó cứ thế thì mình mua thôi, 1-2 năm sau thì mình cũng có cái lợi suất gọi là cao hơn lãi gửi ngân hàng rất nhiều rồi, cao hơn rất rất nhiều, mà trong khi tiềm năng tăng giá cổ phiếu còn rất tốt. Thế là Phục cứ thế mua giữ thôi, mà càng mua lại càng thấy nó phát triển tốt, càng thấy ngành nghề kinh doanh nó tốt. Đến 2017, 16, 17 thấy nó thoái vốn hết ở những cái lĩnh vực gọi là không liên quan, nó thoái dần, chuyển hết ra ngoài. Ví dụ như lĩnh vực phân phối FPT Distribution thì nó bán cho bọn Sinlex, nó có chỉ còn là công ty liên kết thôi, thu mớ lợi nhuận, lại không phải mất công sức vào đó. Rồi là bán FPT Software, FPT Shop, cái công ty mà chuyên bán điện thoại di động ấy. Đó, thế thành ra nó tập trung rất mạnh vào công nghệ, đúng không ạ? Rồi nó lại mua cái thằng Intellilead ở Mỹ, rồi nó lại đầu tư rất mạnh cho các cái công nghệ, mời các chuyên gia hàng đầu thế giới như Phương Trần, rồi nó rất nhiều Phương Trầm, rồi rất nhiều ông ấy. Đó, thì từ những cái đó thì nó cho thấy một cái sự hiểu rất rõ về doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp đi đâu, hiểu doanh nghiệp như thế nào, hiểu doanh nghiệp sẽ đến đâu. Và Phục biết được rằng là FPT sẽ tăng trưởng 20% năm trong khoảng 5 năm, 7 năm tới, từ cái hồi năm 2018. Thì ở trên fanpage Facebook hay là cộng đồng đầu tư chứng khoán thực chiến vẫn còn nguyên cái bài chia sẻ, clip vẫn còn nguyên. Đã Phục đã dự đoán như thế, mà một cổ phiếu tăng trưởng hơn 20% một năm, cổ tức hàng năm trả tiền mặt một đống, mà định giá hồi đâu có 10, thậm chí có lúc xuống 8. Vậy tại sao không mua? Rất đơn giản thế. Thế thành ra là khi mình hiểu về doanh nghiệp thì mình mới biết à, mình đang nắm cục vàng hay mình đang nắm cục đất, đúng không ạ? Và mình lại mất rất nhiều công sức để mình tìm ra cổ phiếu đó. Khi mình mất nhiều công sức để tìm ra cổ phiếu như thế thì các anh chị có dễ dàng T3, T5 mà các anh chị bán mất không? Xin thưa với các anh chị là không bao giờ các anh chị bán mất. Không bao giờ các anh chị bán mất. Thế thành ra người ta mới có cái câu chuyện mà ra đó. Cũng giống như các công tử ấy, các thiếu gia bây giờ ấy, các anh chị. Nhiều thiếu gia có trực tiếp làm ra đồng tiền đâu, quen tiêu bạt mạng rồi, tháng tiêu vài trăm triệu, vài tỷ bình thường. Bởi vì người ta đâu có làm ra cái tiền đi.
người ta đâu có gọi là đêm hôm, người ta đâu có gọi là suy nghĩ vắt óc, người ta đâu có phải là xuất phát từ những cái chuyện rất là khó khăn ngày xưa, xây dựng từng tí, tích kiếp từng đồng. Các công tử sinh ra đã ở trong cái chính trong trong cái gọi là ngậm thìa vàng thôi. Thế thành ra người ta tiêu tiền, người ta cứ tiêu bạt mạng, người ta đâu cần quan tâm, đúng không ạ? Ngược lại xem, nếu một người lao động chân chính, các anh chị kiếm tiền rất là vất vả xem, các anh chị bỏ ra bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt xem, thì các anh chị sẽ tiêu tiền rất khác, rất khác, đúng không ạ? Thì có một cái câu chuyện vui như này, nhưng nó không phải là, chắc là không không phải thật. Đó là ông Bill Gates đi ăn ở một cái nhà hàng, thì quái lạ, ông ấy tip cho người ta, người phục vụ đâu có 1 đô chẳng hạn. Thế thì người phục vụ mới bảo rằng: con của ông còn tip cho tôi 100 đô, tại sao ông là tỷ phú ông lại chip tip cho tôi 1 đô? Thì ông Bill Gates ông trả lời rất là hóm hỉnh: bởi vì bố của nó là tỷ phú, còn bố của tôi không phải tỷ phú. Đó, thì đấy là cái câu chuyện làm sao để anh có thể giữ cổ phiếu lâu dài được. Anh phải hiểu nó, anh phải mất công tìm hiểu, nghiên cứu rất sâu, rất kỹ nó. Thì những anh chị học viên ở AZFIN, rất nhiều anh chị, có bạn Trọng vừa rồi chẳng hạn, hay là có một cái chú Hùng ở bên La Uy, hay là có anh Cường ở bên Nhật, các anh cứ một ngày anh ấy chia sẻ Phục là đâu đó là dành những đâu ngoài giờ đi làm, dành tới 6-7 tiếng để nghiên cứu cổ phiếu, đọc từng tí từng tí, bao nhiêu công sức. Thế là khi người ta bỏ ra nhiều công sức như thế, thế là người ta nắm cổ phiếu, thì người ta phải nắm bền vững lâu dài chứ, nếu nó còn hấp dẫn chứ. Còn nếu chúng ta không bỏ công sức, tất nhiên chúng ta sẽ vứt toẹt nó đi được, đúng không ạ? À, thế thành ra thành công ấy, nó cũng phải có đến từ may mắn, nhưng mà may mắn nó phải đến từ kiến thức và đến từ cái việc công sức chúng ta bỏ ra đó. Hay là có bạn Trường chẳng hạn, bạn Trường ngày xưa thì học tôi, bạn Đặng Đặng Hữu Trường ngày trước học tôi thì cũng 3 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Bạn nghiên cứu say sưa cổ phiếu FPT, cổ phiếu Vi, thế nào bạn rất hiểu nó. Thế là cuối cùng bạn ấy nắm được rất lâu dài và bạn được hưởng lợi rất tốt, đúng không ạ? Vâng. Có anh Tuấn hỏi là anh muốn đăng ký khóa đọc vị cổ phiếu à? À vâng. Thì AZFIN Việt Nam tháng nào thì cũng có một lớp đọc vị. Thì lần này là lớp đọc vị cổ phiếu khai giảng ngày 20 tháng 8 năm 2021. Thì anh chị có thể vào trang web academy.azfin.vn, thì trang đó thì có đầy đủ, hoặc các anh chị truy cập vào fanpage của chúng tôi thì cũng có đấy anh chị ạ. Đó, các anh chị có thể tham khảo đấy ạ. Vâng, có anh hỏi là tại sao trong một ngành lại có mỗi một cái công ty đầu ngành được định giá cao, còn những công ty khác lợi nhuận cũng tốt này được định giá thấp? Bởi vì nếu anh chị có học kinh tế học thì các anh chị biết, học kinh doanh thì các anh chị biết. Như ông Michel Porter ấy, bậc thầy của chiến lược kinh doanh hiện đại ấy, thì ông có chia sẻ là trong một cái dịp đến cái trường Đại học Quốc gia Hà Nội đầu năm 2009 thì phải, ông ấy có chia sẻ, ông ấy chia sẻ rằng là 80% cơ hội đến với người dẫn đầu. Và người dẫn đầu thì có tài chính vững chắc này, có thương hiệu vững chắc này, có tập khách hàng vững chắc này, có vị thế vững chắc, có đủ thứ vững chắc. Chính vì thế nó phải được định giá cao hơn những cái doanh nghiệp khác rồi. Đấy, và chia sẻ thẳng luôn với anh chị, ví dụ các anh chị định mua thép xây nhà, các anh chị nghĩ đến ai ạ? Thép Hòa Phát. Các anh chị vào siêu thị, các anh chị mua sữa chẳng hạn, thông thường các anh chị, nếu anh chị nào mà gọi là chị em nào gọi là cực kỳ sâu sát thì họ còn biết là thương hiệu A, B, C, X, Y, Z. Còn bình thường nếu chúng ta vào mua, chúng ta ôi giời cứ Vinamilk cho chắc, đúng không ạ? Cứ Vinamilk cho chắc. Đó, rất đơn giản như vậy. Hay là ở nông thôn chẳng hạn, chúng ta đi ngân hàng cứ Agribank. Ở ngoài thành phố thì bây giờ ngân hàng nó cạnh tranh nhiều hơn, nhưng mà ngày trước nói đến ngân hàng người ta nói đến Vietcombank. Hay nói đến chứng khoán thì người ta đã nói đến chứng khoán SIVD chẳng hạn, VPS chẳng hạn. Thế thì tức là cơ hội nó đến với những cái thằng dẫn đầu. Và khi cơ hội nó đến ý, thì những ông dẫn đầu thương hiệu mọi thứ mạnh rồi, thì chi phí của ông này cực thấp, thế thành ra biên lợi nhuận nó rất cao. Và khi biên lợi nhuận nó cao ấy, thì nó có thể đè chết những cái thằng đối thủ khác. Đó, kể cả khó khăn xảy ra thì nó chỉ bị ảnh hưởng một phần thôi, thằng khác đã chết rồi. Hoặc nó thích chơi chơi những thằng khác thì nó hạ giá xuống, ngay lập tức nó chèn thì chết được những thằng khác. Nếu không làm như thế thì không sao, cùng một đồng vốn bỏ ra lợi nhuận ở gấp đôi gấp ba.
nó chắc chắn hơn, chính vì thế nó sẽ được định giá cao hơn anh ạ. Đó, nó sẽ được định giá cao hơn. Vâng. Đó. À, thì nhiều anh chị bảo làm sao mà đọc được vị được những cổ phiếu đó. Thì trước tiên là các anh chị phải hiểu như này. Thì ở đây AZFIN có một cái lộ trình cho các anh chị. Đầu tiên là các anh chị phải đọc vị của doanh nghiệp. Đó là phải hiểu doanh nghiệp về kinh doanh gì. Đầu vào của nó là gì? Đầu ra là gì? Khách hàng của nó là ai? Nhà cung cấp của nó là ông nào? Thì khi chúng ta hiểu được những cái đó thì chúng ta biết à, đầu ra của ông này đang thiếu chẳng hạn, đầu vào đang rẻ chẳng hạn. Ví dụ vừa rồi cái ông ấy quý 1, quý 2 thì cái lĩnh vực thép chẳng hạn giá nó tăng như điên ý, thì thông thường là người ta phải chuẩn bị cái nguyên vật liệu trước đó 1, 2 quý. Thế là cuối cùng giá nó tăng quá, giá bán tăng ầm ầm, thế cuối cùng lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ rất lớn thôi. Đúng không ạ? Hay là bây giờ vì sao người ta nói chuyện đến câu chuyện doanh nghiệp bất động sản và 1 năm trở lại đây tăng rất nhiều? Bởi vì người ta thấy rằng là kinh tế suy thoái khó khăn. Về cơ bản gần như chắc chắn chính phủ sẽ phải bơm tiền, cung tiền rất lớn ra ngoài. Nếu mà tiền giá rẻ bơm ra ngoài rất nhiều thì những cái tài sản có tính an toàn cao như là vàng, như là bất động sản phải tăng giá chứ. Vàng thì nó cũng tăng rất mạnh từ ba mấy lên 55 rồi. Đấy, còn bất động sản là một kênh lớn nhất. Thế là người ta cứ bỏ tiền vào bất động sản, giá bất động sản cứ tăng. Thế cuối cùng cổ phiếu bất động sản là sở hữu các dự án ít. Thành ra giá nó sẽ tăng rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Đó, đấy là cái về 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 cổ phiếu bất động sản. Đó. Vâng, à có vâng. Có mấy bạn hỏi về tham gia khóa học thì các bạn vào academy.azfin Việt Nam, azfin.vn nhé, hoặc các bạn vào fanpage của azfin Việt Nam đều có thông tin đấy ạ. Mời các bạn vào ạ. Vâng, bạn Lê Thành hỏi anh có chia sẻ làm sao để đánh giá được ban lãnh đạo có tâm có tầm không ạ? À, thì cái này thì azfin có cả một bộ tiêu chí, 6 tiêu chí trong cái chương trình định giá cao cấp. Tuy vậy thì Phụng chia sẻ luôn này, có cái kinh nghiệm như này để các anh chị nhìn. Đó là các anh chị cứ đọc về doanh nghiệp ấy nhiều đi, để xem lãnh đạo họ có hay chém về cổ phiếu không, họ hay mua ra bán vào ầm ầm không, rồi là họ hay bốc phét là cam kết cổ phiếu của tôi phải mấy chấm hay mấy x hay vân vân mây mây không. Đó, rồi là chúng ta lại lên các diễn đàn xem, hỏi xem là lãnh đạo ấy có ok không, thì tự nhiên rào rào các anh em sẽ phán cho quý vị biết là lãnh đạo có ok không, đúng không ạ? Rồi xem lãnh đạo có ai phốt gì không, search trên Google ra. Đó, nếu không rất ok, đúng không ạ? Nói tóm lại là các anh chị cứ quan sát doanh nghiệp một thời gian dài thì các anh chị sẽ rõ. Còn đi vào chi tiết hơn thì ví dụ như doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp nào là tốt, đó là xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp nhất quán từ trên xuống dưới, một cái văn hóa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển rất mạnh. Rồi tiếp theo là lãnh đạo phải ứng dụng công nghệ vào hết mình để làm sao cho doanh nghiệp luôn luôn tăng trưởng và phát triển, tối ưu hóa chi phí. Rồi lãnh đạo phải mời các cái chuyên gia giỏi vào doanh nghiệp mình để cùng phát triển doanh nghiệp mình lên. Rồi lãnh đạo phải có phân bổ cái cơ cấu tài chính ở trong báo cáo tài chính ấy. Quý vị nhìn cái cơ cấu tài chính cũng biết lãnh đạo giỏi hay không. Phân bổ cơ cấu tài chính vừa hiệu quả, hợp lý nhưng mà lại không được rủi ro. Đó. Rồi là chính sách cổ tức có rõ ràng minh bạch không? Đó. Rồi là cái chiến lược kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp có vững chắc, vừa tham vọng nhưng có vững chắc không? Hay là tham vọng cách viển vông? Đó là những cái chúng ta đánh giá về lãnh đạo doanh nghiệp. Nó cũng rất đơn giản chứ nó không 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 khó đâu ạ. Vâng, bạn Phạm Duy Hân có hỏi là nhà nước đang đẩy mạnh đầu tư công. Các công ty xây dựng hiện tại đang 0.6, 0.7. Anh Phục nhận định thế nào về lĩnh vực này? Thì lĩnh vực xây dựng thì bây giờ đang chết đứ đừ rồi. Một là ở Việt Nam nó cạnh tranh khốc liệt quá. Thứ hai á là cái vật liệu xây dựng nó tăng giá kinh khủng quá các anh chị ạ. Thế thành ra bao giờ vật liệu xây dựng nó phải xuôi xuôi nó giảm đi ấy, thì các ông này còn thở được. Chứ xây dựng mà giá nguyên vật liệu đủ thứ nó mà cao này thì ông xây dựng không ăn thua. Ông ấy không ăn thua đâu. Ăn thua là phải cái ông sở hữu cái tài sản tăng giá ấy, đó là ông chủ đầu tư, ông nắm giữ các khu đất ấy. Rồi là ăn thua phải là những cái ông cung cấp vật liệu xây dựng ấy.
của ông ấy tăng giá, chứ không phải là ông xây dựng là ông ấy kiếm được nhiều đâu, không hề đâu ạ. Và là những lĩnh vực xây dựng nó cạnh tranh nhau kinh khủng lắm, đặc biệt trong cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế khó khăn này ấy, thì chia sẻ với anh chị ấy, những doanh nghiệp xây dựng thì cái tỷ lệ gọi là thất thoát mất vốn rất nhiều, biên lợi nhuận của họ đâu đó được khoảng độ 10%, nhưng mà chẳng may lại trong 10 thằng có một thằng nó bùng chẳng hạn, thế là nguy lắm. Thành ra lĩnh vực xây dựng nó không thực sự hấp dẫn cho chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Vâng, bạn Thịnh Nguyễn có cung cấp là FPT hiện đang đầu tư vào Sen Đỏ và trích cái dự phòng 362 tỷ trong 6 tháng. Thì thực sự một cái cuộc chiến liên quan đến thương mại điện tử ấy, cuộc chiến ý thì nó tốn rất nhiều tiền. Thì ông FPT cũng đốt và nó cũng khá khá, đúng không? Khá khá. Tuy vậy đốt đến một mức nào đó rồi thôi. Tuy nhiên vì nó đốt như thế mà lợi nhuận của nó vẫn tăng trưởng ổn, chứng tỏ rất tốt. Bên cạnh đó thì nếu nói về việc trích lập ý thì cũng phải nói về lợi nhuận của FPT ở Tiên Phong Bank rất lớn đấy nhá, nhưng mà nó chưa ghi nhận anh ạ. Nó mà ghi nhận thì có thêm cả ngàn tỷ nữa, thì cái đó nó hoàn toàn bù tốt cái Sen Đỏ. Đó thì hai cái nó ọp cho nhau được. Đó thì thực tế là lợi nhuận cái quý 1, quý 2 vừa rồi ấy, lợi nhuận của cái mảng đầu tư và giáo dục và đầu tư ấy, nó giảm rất mạnh. Nguyên nhân chính là từ cái Sen Đỏ đấy. Nguyên nhân chính là từ cái Sen Đỏ đấy. Nếu không có cái Sen Đỏ ấy, thì kết quả kinh doanh nó tăng trưởng rất khủng khiếp, bởi vì công nghệ nó tăng rất mạnh, viễn thông tăng cũng rất cao, đúng không ạ? À, sao cổ phiếu chứng khoán không có trong danh sách của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính, đúng không ạ? Thì xin thưa anh chị, cổ phiếu này như đã nói nó là cổ phiếu chu kỳ, nó biến động rất nhanh, nó lên cũng rất mạnh nhưng nó lưu xuống nó cũng rất là kinh khủng. Cộng đồng tích sản thì cần những cổ phiếu bền vững chị ạ, anh chị ạ. Thì khi cần những cổ phiếu bền vững thì thôi chúng ta bỏ qua nào. Và cũng chia sẻ với anh chị, để mà tìm được siêu cổ phiếu thì các anh chị phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Như Phục nói, có khi 1-2 năm chỉ tìm ra một cổ thôi. Còn trong khủng hoảng thì tìm ra nhiều lắm. Một năm có thể, trong khủng hoảng có một tháng có thể tìm ra chục cổ. Nhưng mà trong điều kiện bình thường 1-2 năm mới tìm ra một cổ thôi. Đó, nếu các anh chị mà luyện được cái trình độ tốt, bám sát được doanh nghiệp, hiểu rõ được, đọc vị được toàn bộ doanh nghiệp, thì khi đó các anh chị sẽ tập trung vào đầu tư những cái cây, tìm những cái siêu cổ phiếu thì hiệu quả sẽ rất cao. Còn nếu mà mình chưa chuẩn bị sâu và kỹ ấy, thì các anh chị tích sản cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu ổn định, đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ cổ phiếu lên độ 30 nó lại giảm về 20, giảm phần 3, các anh chị chịu được không? Đúng không ạ? Nó không hợp với việc tích sản cho lắm. Vâng. Bạn Nguyễn Tuấn có hỏi là muốn tham gia cộng đồng tích sản bên mình thì liên hệ với ai? Thì bạn cứ inbox với page AZFIN Việt Nam bạn nhé. Thì ở đấy có các bạn ấy hỗ trợ bạn liên quan đến việc tham gia cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính ấy. Thì đây AZFIN là cái cộng đồng đầu tiên của Việt Nam và quy củ chuẩn chỉ lắm. Trong đấy thì yêu cầu các anh chị phải rất rất kỷ luật. Và như rất nhiều anh chị vào đấy và thành công, cực kỳ thành công, và cộng đồng đến bây giờ sau khoảng 9 tháng hoạt động, 10 tháng hoạt động thì cũng có 4.000 thành viên rồi. Và ở trong đấy có một cái môi trường học tập và môi trường đầu tư thực sự là đáng quý. Và anh chị nào tham gia tích sản cho anh chị em, cho con cái thì rất tốt. Rất tốt đấy. Vâng. Vương Thu Trang có trao đổi. Chào anh, có rất nhiều yếu tố tăng giá cổ phiếu. Có nhiều quan niệm cho rằng dòng chảy của vốn là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự tăng giá của cổ phiếu. Hiện nay dòng tiền đang chảy vào mid cap, vốn hóa bé, hưởng lợi như cảng biển, vận chuyển, phân bón, ngành ngân hàng. Liệu cuối năm có hấp dẫn không anh? Vì đã tăng nóng rồi. Thì chia sẻ với bạn thì lý do cổ phiếu tăng giá nó có cả tỷ lý do ấy, đúng không ạ? Có những cái cổ phiếu mà quý vị biết là cổ phiếu giấy nó tăng 200.000 rồi giờ nó về có lúc nó về 202.000 đúng không? Đó, thì cái đó thì chúng ta không thể biết được hết. Nếu chúng ta biết được tất ấy, cổ này sẽ tăng nhiều, cổ kia sẽ tăng nhiều ấy, thì xin thưa với anh chị là chúng ta có thể thành tỷ phú đô la chỉ trong một năm thôi, không cần nhiều. Chúng ta sớm trở thành người giàu nhất thế giới được.
Năng lực con người thì có hạn. Thành ra chúng ta hãy tập trung vào những cái gì chúng ta tin là đúng và chúng ta phù hợp với khả năng chúng ta. Nhiều anh chị thì đi làm tối tắt mặt mũi rất là bận, cuối cùng vẫn nhảy ra đi để đi chết đinh hàng ngày. Điều đó là anh chị làm không hợp, cũng không phù hợp rồi. Không phù hợp bản thân thế là hỏng rồi. Chết đơ phải dành cho các cái bạn gọi là làm nghề về chết đơ thì các bạn mới chết đơ được. Cũng giống như là liên quan đến Forex chẳng hạn, Forex thì dành cho dân ngân hàng, đâu phải dành cho quý vị. Thế mà quý vị vẫn cứ chơi Forex, thế thì quý vị thua là đúng rồi. Đúng ạ? Quý vị đang làm công chức mà quý vị lại đi 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 quý vị làm lại kết hợp chết đơ nữa thì làm sao quý vị thắng được? Hay quý vị đang làm chủ doanh nghiệp, đúng ạ, điều hành doanh nghiệp mà cuối cùng cứ mở bảng điện ra hàng ngày, hàng hàng phút hàng giây để chết đinh kiểu để xem có ăn được vài đồng không, thế thì đấy là sai rồi, thế thì không đúng. Còn cổ phiếu tăng là vì dòng tiền, đồng ý với bạn, trong ngắn hạn chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà dòng tiền có bền hay không, đó là nó phải phụ thuộc vào cái định giá doanh nghiệp có hấp dẫn không, đúng không ạ? Định giá doanh nghiệp có hấp dẫn không, doanh nghiệp có phát triển mạnh hay không, chứ ngoài dòng tiền ngẫu nhiên nó nhảy vào đâu bạn ạ. Còn bạn có hỏi là các cái dòng ấy có hấp dẫn không, thì mình thấy chia sẻ luôn, thấy dòng cảng biển ấy định giá bây giờ bắt đầu là không rẻ nữa rồi. Vận tải cảng biển định giá đã không rẻ rồi, không rẻ nhỉ. Còn việc nó có tăng tiếp hay không thì đấy lại phụ thuộc như bạn nói đó là dòng tiền đấy. Tuy nhiên với góc độ một người đầu tư an toàn thì Phục thấy nó không rẻ, và cá nhân Phục là không đầu tư, đúng không ạ? Cá nhân Phục thì không đầu tư, đấy là chia sẻ luôn như vậy. Còn đối với ngành ngân hàng thì Phục vẫn thấy nó hấp dẫn, vẫn thấy ok. Chào bạn Tùng. Bạn Tùng có hỏi là làm sao anh Phục có thể bắt được rất nhiều cổ phiếu hồi tháng 3 2020 rồi tháng 1 năm 2021 lên live stream trực tiếp buổi tối, rồi là vừa rồi hồi giữa tháng 7. Thì xin thưa với quý vị và các bạn, thực ra nó cũng trở thành bản năng rồi. Cộng thêm là bản năng này thì thực ra nó cũng không gì phức tạp đâu, và có cơ sở đấy. Thì Phục mua khi nào? Nguyên tắc của nhà đầu tư lớn ý, thưa quý vị, gồm hai nguyên tắc. Một là mua khi đám đông hoảng loạn lôi ra bán tông man tháo, đúng không ạ? Thì khi mua lúc đó thì quý vị mua số lượng lớn thoải mái, và quý vị phải nói là không bị đẩy giá cổ phiếu lên cho dù mua nhiều. Thì Phục cùng với cộng đồng anh em đầu tư mỗi lần giải ngân thì chia sẻ với anh chị là mỗi lần giải ngân đâu đó nó cũng phải ít thì nó cũng vài trăm tỷ, ít thì cũng phải đôi trăm đấy, tức là cả cơ Phục và một nhóm cộng đồng lớn ấy đấy, chứ không phải cá nhân Phục nhá. Phục không khỏe thế đâu ạ. Thì mua ít phải vài trăm tỷ, thì khi mua vài trăm tỷ nếu trong điều kiện bình thường, ví dụ điều kiện hiện nay chẳng hạn, mà Phục nhảy vào mua thì chắc chắn đẩy giá cổ phiếu lên trần thôi, thế là mình ăn giá chát rồi, đúng không ạ? Vậy thì điểm mua tốt nhất là lúc nào? Lúc nào bà con bán tống bán tháo ra, bán giá sàn, bán la liệt luôn ý, thì lúc ấy Phục nhảy ra Phục mua rất dễ, không bị đẩy giá lên, mua số lượng lớn thoải mái là thứ nhất. Thứ hai phải kèm với điều kiện thứ hai nữa, đó là lúc ấy định giá cổ phiếu phải rẻ. Chia sẻ với anh chị chỉ có hai tiêu chí thôi. Một, đấy là chọn điểm mua nhé. Thì một là khi đám đông bán tông bán tháo, nhưng mà mình đã vào chưa thì lại phải là điều kiện thứ hai nữa, đó là định giá cổ phiếu đã rẻ chưa. Đó, thế tức là khi kết hợp được hai yếu tố ấy, định giá cổ phiếu rẻ, nhà đầu tư hoảng loạn bán ra, thế là mua. Và khi mua thế thì chia sẻ với anh chị ấy, trong ngắn hạn thì có thể nó vẫn xuống tiếp bình thường, lỗ 10% 20% bình thường, nhưng mà trong dài hạn thì chưa bao giờ Phục thua. Chia sẻ với anh chị đấy, những lần bắt thế chưa bao giờ thua, chưa bao giờ thua, khẳng định luôn với anh chị. Đấy là cái kinh nghiệm bắt điểm mua. Vậy thì có bạn lại còn hỏi là vậy thì tiêu chí chọn cổ phiếu là như nào. Thì đó, nếu quý vị thích chọn siêu cổ phiếu thì 6 cái gạch đầu dòng ở trên. Còn thông thường thì AZFIN đầu tư chọn cổ phiếu như này. Một là phải doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đầu ngành nhưng phải tăng trưởng mạnh nha anh chị nhé. Đầu ngành mà không tăng trưởng thì AZFIN không bao giờ đụng. Đầu ngành nhưng mà phải tăng trưởng nhanh. Đó, thì ở Việt Nam có một nghịch lý rất buồn cười, đó là những doanh nghiệp to lại tăng trưởng nhanh hơn những doanh nghiệp nhỏ.
Xin thưa với anh chị như thế. Còn tất nhiên là những doanh nghiệp nhỏ thì cũng có doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh, nhưng mà số đó hiếm hoi vô cùng luôn. Còn những doanh nghiệp to tăng trưởng 3-40%, 2-30% trong 4-5 năm nhiều lắm. Đó, đầu tiên là chọn doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng mạnh. Thứ hai là doanh nghiệp phải có quản trị lãnh đạo, hay nói cách khác là quản trị công ty rất tốt. Cái từ tiếng Anh nó gọi là corporate governance đấy. Quản trị công ty phải rất tốt, đáp ứng được các cái tiêu chí quản trị của OECD, của vân vân ấy ghi. Đó, đấy là thứ hai. Thứ ba, định giá rẻ. Đó, đấy là cách chọn cổ phiếu. Đó, định giá rẻ thì chắc là mua thuộc thuộc phần mua rồi. Đấy thì quý vị kết hợp luôn. Mua khi đám đông hoảng loạn, bán tháo và định giá cổ phiếu rẻ. Và mua cổ phiếu nào? Đó là mua cổ phiếu đầu ngành có tăng trưởng mạnh và có cái anh tưởng mạnh, lợi thế cạnh tranh mạnh ấy, và quản trị công ty tốt, cứ đáp ứng đủ tiêu chí mua mua. Và vì sao lại mua không bao giờ thua? Vì sao lại mua không bao giờ thua? Thì xin thưa với quý vị rằng phục mua không thua là bởi vì phục mua thêm một điều nữa, phục còn phân bổ danh mục cơ. Đó là danh mục cổ phiếu của phục thường 3 đến 5 cổ. Thế thành ra cho dù mình có sai lầm ở một cổ nào đó thì mình cũng không bị thiệt hại đáng kể, mà hai cổ kia nó lại tăng ầm ầm luôn. Đó. Nhưng mà thông thường ấy, trong 5 năm qua thì phục sai một lần, chia sẻ với anh chị. Đó là sai trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một cái lần sai vô cùng đau đớn. Đau đớn không phải vì mất nhiều tiền, bởi vì cây Hoàng Anh Gia Lai thực tế là hồi đó vẫn lãi được 5%, chia sẻ với anh chị. Vẫn lãi 5%. Nhưng mà đau đớn ở mọi nhận định của mình chủ quan quá sai. Đó thì đấy là một cái bài học lớn cho Phục. Bởi vì hồi Hoàng Anh Gia Lai nó không rõ ràng một tí nào, nó còn nhập nhèm, nhập nhùng nhiều thứ. Và cái vấn đề quản trị công ty của nó phải nói là chia sẻ thẳng với anh chị, nó vô cùng yếu kém và Phục bỏ qua cái điều đó. Thế là sau cái vụ Hoàng Anh Gia Lai Phục rút kinh nghiệm. Không bao giờ tham gia công ty nào quá nhập nhèm và quản trị công ty kém. Đó. Chính vì thế cho nên là cũng rất may mắn từ năm 2017 đến nay là trừ Hoàng Anh Gia Lai ra thì cũng may là cùng với anh chị đầu tư thì chưa bị thiệt hại cái gì. Đó, chưa bị một con nào thiệt hại cả. Đó, chưa bị con nào thiệt hại cả. Đấy, còn cơ hội cho chúng ta lúc này để chọn những cái cổ phiếu tăng nhiều lần nó ít đi rất nhiều rồi, nhưng nó không phải không có, luôn có. Và có anh Tường hỏi rằng là quý 3 quý 4 đầu tư gì, thì chia sẻ với anh chị là quý 3 quý 4 thì các anh chị cứ xem những cái doanh nghiệp nào ấy mà nó không bị ảnh hưởng bởi dịch nhiều ấy, nhưng với điều kiện PE nó phải thấp thấp một tí, nó không được cao. Và không phải nó tăng giá gấp đôi gấp ba rồi mà chúng ta nhảy vào đâu. Đó, định giá vẫn còn hấp dẫn mà nó không bị ảnh hưởng thì sẽ rất tốt. Còn anh chị nào muốn ăn bằng lần, ăn rất nhiều ấy, hoặc là ăn mấy chục phần trăm, 5-70% trong một năm chẳng hạn, thì các anh chị hãy chuẩn bị dình những cái con bị ảnh hưởng rất nặng bởi dịch trong quý 3 này mà giá giảm sâu. Nhưng chúng ta phải lưu ý những doanh nghiệp ấy ảnh hưởng trong quý 3, quý 4 sau đó nó phải trở lại cơ. Chứ không phải là ảnh hưởng rất lâu dài. Ví dụ ngành hàng không là các anh chị phải tránh nhé. Vận tải hành khách khách ấy, là phải tránh nhé. Bởi vì Covid thế này, kể cả Covid khống chế được thì cái lĩnh vực vận tải hành khách cực kỳ tốn chi phí, còn lâu mới hòa vốn. Nhưng mà cái lĩnh vực nào các anh chị thấy rằng ấy, sau mở cửa phát nó tăng ào ào ùm ùm luôn đấy, thì các anh chị vào cái lĩnh vực ấy. Đó, còn cuối năm thì Phục vẫn tin rằng là ngân hàng bất động sản tốt. Cho nó an toàn hơn, đúng không ạ? Toàn ngành to. Vâng. Đúng rồi, bạn Vinh Nguyễn có nói rằng do thị trường gặp thời, ngành chứng khoán mới tăng mạnh, người ta chết vì công ty chứng khoán cũng nhiều đấy. Đúng rồi, thì đó là cổ phiếu chu kỳ mà. Khi xuống thì nó xuống thảm hại luôn, đúng không ạ? Thì khi lên thì nó cũng lên như điên. Thì chúng ta phải vào đúng điểm thì nó mới tạo thành gọi là siêu cổ phiếu tăng lợi nhuận nhiều lần. Chứ ngoài này chúng ta cứ thấy nó tăng ầm ầm, nó định giá cao chót vót chúng ta nhảy vào đâu ạ. Xin chia sẻ luôn với anh chị là ngành chứng khoán bây giờ ấy,
10 con thì tới 7 con đang định giá đắt rồi. Chia sẻ luôn với anh chị, định giá rất đắt đấy. Còn lại 3 con định giá hợp lý. Bạn Phong Võ có hỏi là nếu TCBS được niêm yết có thành siêu cổ phiếu không? Thì siêu ý tức là tăng rất nhiều lần, còn TCBS nó quá tốt rồi. Khi nó niêm yết giá nó sẽ cao đấy, cũng không siêu đâu ạ. Giá nó sẽ rất cao ấy. Còn TCBS này thậm chí IPO nó có thể định giá khoảng độ 4 tỷ đô bình thường đấy anh ạ. 4 tỷ đô ạ, không rẻ đâu ạ. Tức là định giá bây giờ nếu IPO mà khéo bán cho bạn nước ngoài ấy, thì định giá bằng ngân hàng ACB luôn đấy. Cổ phiếu hàng không, đặc biệt là vận tải hàng không thì canh chị vận tải hành khách thì canh chị nên tránh đi. Bởi vì nó không phá sản năm nay, nó không trở lại đâu. Trở lại ít nhất 3 4 năm nữa. Bởi vì cho dù chúng ta khống chế dịch trong năm nay đi nữa, nhưng các anh chị nghĩ đi lại người ta có dám đi lại tự do không? Rất khó. Rồi kể cả đi lại thì các công ty cũng phải tốn rất nhiều các cái chi phí liên quan đến phòng dịch rồi đủ thứ. Rồi chẳng may lại xảy ra cái thì có phải là đứt luôn đâu. Đó. À, liên quan đến lĩnh vực hàng không thì có cái công ty ví dụ như là công ty gì nhỉ? Công ty dịch vụ hàng không ấy, dịch vụ ở đây không phải là dịch vụ liên quan đến bán miễn thuế là hỏng rồi. Dịch vụ đây nhá, tức là dịch vụ hàng hóa ấy. Các anh chị lưu ý nhé, dịch vụ hàng hóa. Bởi Việt Nam xuất nhập khẩu 6 tháng qua đã tăng 30%. Quý 3, quý 4 là ảnh hưởng nặng Covid nhưng phục tin là vẫn tăng trưởng so với năm trước. Tuy nó không mạnh. Thì chính vì thế những cái thằng dịch vụ hàng hóa nó mới là thằng tăng mạnh. Nó cũng giống như cái đội cảng biển và đội vận tải đấy. Đó. Thì nó sẽ tăng mạnh, còn cái đội liên quan đến vận tải hành khách là hỏng luôn đấy, đúng không? Nó là đứt luôn đấy. Ok, các anh chị. Vâng, thì nội dung hôm nay chia sẻ như thế, các anh chị có cần trao đổi gì thêm không để phục hỗ trợ? Và nhiều anh chị thấy ngành phân bón tăng giá nhiều quá lên hỏi đúng không? có một cái đặc thù ở Việt Nam là rất buồn cười anh chị ạ, đó là cổ phiếu là tăng giá cứ ùm ùm 5-7 trần vài trần lúc đi chúng ta mới ai hỏi đấy, nó có gì hay thế mua được không? Tại sao lúc nó đang bình bình chúng ta không tìm ra nó để chúng ta mua? Đúng không ạ? Chúng ta luôn là người đến sau thì chúng ta sẽ là người thất bại rồi. Thiệt hại rất lớn. Còn ngành phân bón thì xin thưa với các anh chị, ngành đó đang được hưởng lợi ngắn hạn rất tốt. Do cái chính sách của các nước. Rồi cộng thêm là cái nhu cầu phân bón thì nó đột biến do cái việc là người ta cũng chú ý đến an ninh lương thực. Thế thành ra là nó là ngắn hạn thôi. Còn ngành phân bón thì doanh số nó không, doanh sản lượng nó không tăng trưởng đâu ạ, về lâu dài không tăng trưởng bởi vì nhà máy nó cũng hoạt động full công suất rồi. Thì sau cái việc là hưởng lợi đột biến này thì đến nữa nó sẽ trở lại bình thường thì nó cũng sẽ rất khó, cũng sẽ rất khó được anh chị. Đó. Còn anh chị hãy dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn, phải hiểu về doanh nghiệp thì chúng ta mới hiểu được rằng à khi nào doanh nghiệp ý làm ăn tốt, khi nào tăng giá. Có những cổ phiếu nếu anh chị tập trung vào ấy, có những cổ phiếu chỉ cần đôi cổ phiếu thôi nó giúp các anh chị đổi đời, kiếm cả vài tỷ đến chục tỷ, thậm chí nhiều tỷ hơn nữa, rất nhiều. Đó, thì các anh chị hãy tập trung đi và tìm ra cho mình. Nếu mà các anh chị đam mê nghiên cứu một vài năm thì tôi tin rằng là tối thiểu các anh chị cũng có được đôi ba cổ phiếu siêu cổ phiếu. Và nắm được một siêu cổ phiếu tức là quý vị đã có được cả một gia tài lớn đấy, là kinh nghiệm là như thế. Đó. Còn nếu mà chúng ta không muốn làm mà vẫn còn muốn có ăn thì nó khó lắm. Chúng ta không muốn nghiên cứu sâu, chúng ta không muốn nghiên cứu kỹ mà chúng ta lại muốn có siêu cổ phiếu sở hữu trong tay, xin thưa với các anh chị khó lắm, trừ một số siêu cao thủ thôi. Nhưng mà đó là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp ấy, họ cũng rất giỏi rồi. Thế là họ hỏi, họ trao đổi ABC, họ hiểu vấn đề, họ múc được. Họ khác. Còn nếu mà anh chị không phải là những nhà lãnh đạo này kia ấy, lớn ấy, thì các anh chị không làm được điều đó đâu. Còn các anh chị cứ đam mê đi thì tôi tin rằng là thị trường sẽ không bao giờ phụ công các anh chị đâu. Mà trả công các anh chị hậu hĩnh. Thực sự hậu hĩnh. Đó. Có những cái cậu bạn đồng hành cùng AZ Phim Việt Nam ở trong vòng 3 năm qua cũng đồng hành cùng AZ Phim và tập trung vào mấy hai siêu cổ phiếu. Và xin chia sẻ với anh chị là năm 2018 có 1,5 tỷ giờ 9 tỷ rồi. Có anh thì có khoảng 170 tỷ đầu tư năm 2019. Đến nay đâu đó cũng khoảng tài sản khoảng gần 500 tỷ.
À, đấy là những cái anh gọi rất là đam mê và rất thành công. Cái việc là tìm ra siêu cổ phiếu là nó không dễ nhưng nó không khó. Các anh chị chỉ cần gọi là đam mê và quyết tâm nghiên cứu bài bản đầy đủ thì các anh chị sẽ tìm được ra cho mình những siêu cổ phiếu. Và bây giờ thì Phục cho rằng là khi Covid, nếu mà Việt Nam khống chế tốt ấy, kinh tế trở lại ấy, thì Việt Nam sẽ cất cánh, phải nói là không thể tưởng tượng được trong tương lai. Và trong 10 năm tới thì Việt Nam, cái thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là hấp dẫn nhất từ trước đến nay và từ nay đến về sau nữa, không còn giai đoạn khác nữa. Bởi vì giai đoạn này là Việt Nam đang được ủng hộ rất nhiều, đầu tư FDI tốt, dân số vàng tốt, đúng không ạ? Rồi là tầng lớp doanh nghiệp mới đang phát triển rất rất khỏe. Thế thành ra là trong 10 năm này sẽ là 10 năm cực kỳ tuyệt vời. Thì trên đây là những cái trao đổi của Phục. Nói tóm lại là để chọn được siêu cổ phiếu thì các anh chị phải tập trung nghiên cứu thật bài bản, thật chắc chắn. Và các cái đặc điểm có thể xuất hiện siêu cổ phiếu tôi xin nhắc lại một lần nữa như sau. Thứ nhất là định giá cổ phiếu nó siêu rẻ. Siêu rẻ. Đúng không ạ? Ví dụ cổ phiếu CAP Cap ngày xưa hồi 2012 tôi mua đâu PE bằng có 2 lần. Thứ hai, yếu tố thứ hai có thể tạo ra một cái siêu cổ phiếu đó là cổ phiếu ý, doanh nghiệp ý, có một cái thị trường mới rộng mở, rất rộng lớn. Thế do đó khi nó có một cái thị trường rộng lớn nó sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thứ ba là cổ phiếu chu kỳ. Thì chúng ta hãy ngắm vào lúc nó yếu đuối nhất và ngắm những cái doanh nghiệp không thể chết ấy. Thì lúc ý chúng ta mua vào thì chu kỳ mới trở lại thì nó sẽ tăng giá bằng nhiều lần, thậm chí chục lần trong một năm như vừa rồi. 9 lần như Hoa Sen, như VND, như ORS. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, cái yếu tố thứ tư có thể tạo ra một siêu cổ phiếu đó là thay đổi chủ sở hữu. Một chủ sở hữu mạnh mẽ, hiệu quả, có tài chính mạnh thì sẽ giúp doanh nghiệp cất cánh rất khủng khiếp. Trường hợp ví dụ cụ thể nhất đó là ORS được thay bằng chủ mới là ngân hàng Tiên Phong Bank. Tiếp theo, cái yếu tố thứ năm có thể tạo ra một siêu cổ phiếu đó là doanh nghiệp mở rộng mạnh mẽ, đúng cái ngành nghề kinh doanh của mình và phục vụ một cái thị trường đang thiếu rất nhiều cái sản phẩm đó. Ví dụ ở đây Hòa Phát mở rộng về HRC chẳng hạn, thép đặc biệt chẳng hạn, rất tốt, đúng không ạ? Hay là liên quan đến nhựa Bình Minh, cái giai đoạn xây dựng rất phát triển này, hay là Phú Tài này, đúng không ạ? Hay là Thế Giới Di Động này đó. Và yếu tố thứ sáu để tạo ra một siêu cổ phiếu đó là yếu tố doanh nghiệp nào ứng dụng công nghệ mạnh nhất, hiệu quả nhất thì nó sẽ vừa to lại vừa làm lớn lại vừa làm rất nhanh, nó có thể tăng trưởng thần tốc, chiếm lĩnh thị trường chỉ trong đôi 3 năm để chiếm lĩnh toàn thị trường, thì khi đó giá cổ phiếu có thể tăng rất rất nhiều lần. Thì trên đây là 6 cái yếu tố có thể tạo ra một siêu cổ phiếu. Thì chúc quý vị thu được những cái kiến thức hữu ích và xin hẹn quý vị tuần sau chúng ta trao đổi với nhau về một cái chủ đề thú vị khác nữa. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị tuần sau ạ.